2022 đánh dấu sự trở lại của Miss Universe Việt Nam với chủ đề mới mang tên Vina Women, bản lĩnh Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên thì sắc đẹp Việt Nam hợp tác với Binance, chủ quản của Avatar Art NFT Metaverse Marketplace, ứng dụng công nghệ blockchain để ra mắt Vina Women, bộ sưu tập NFT Miss Universe Việt Nam 2022. Đây là bước tiên phong chiến lược, sự giao thoa giữa sắc, tài và trí, nơi những bông hồng đắt giá của Hoa hậu Hoàn Vũ đi đầu trong ứng dụng blockchain. Miss Universe Việt Nam 2022 sẽ mang đến một bộ sưu tập NFT dành riêng cho top 70 thí sinh lọt vào vòng trong. Sau chung kết, NFT dạng hình ảnh lưu giữ và tái hiện lại khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Với số lượng một bản duy nhất sẽ được đánh giá tại Private Auction Dinner. Bộ sưu tập sẽ chính thức phát hành từ 12 tháng 4 năm 2022. Do số lượng có hạn và mỗi NFT là một độc bản không thể thay thế, whitelist, danh sách người có ưu tiên tham gia mua NFT là cơ hội dành riêng cho những người hâm mộ chân chính, sẵn sàng đồng hành cùng ứng viên trên các đấu trường quốc tế.